Từ xa xưa người đời đã truyền tai cho nhau nghe rằng cá chép vượt Long Môn sẽ biến thành rồng, mà trong truyền thuyết quả thật có một tòa Long Môn trên vùng biển Vong Xuyên, vạn vật thuộc họ Lân, chỉ cần có thể vượt qua Long Môn này liền có thể tẩy rửa xương thịt mà trở thành loài rồng thực sự. Tiểu Thanh của chúng ta là một con ngư yêu, từ nhỏ đã sống ở kính hồ, chuyện đầu tiên sau khi tu thành hình người mà Tiểu Thanh muốn làm chính là đi tìm Long Môn trong truyền thuyết. Nhưng Long Môn hư vô mờ mịt này lại ở nơi chốn nào? Cuối cùng Tiểu Thanh liền nghĩ đến một thứ biết tốt, đó chính là Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư là thượng cổ thần sách, biết được cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai. Tiểu Thanh cùng hảo tỷ muội Tiểu Diệu chuyến này rủ nhau đến Huyền Tố Quan muốn trộm đi Vô Tự Thiên Thư, nhưng không ngờ Huyền Tố Quan lúc này đã bị Ác Hổ Bang chiếm đóng. Mắt thấy lũ ác hổ hiếp người bừa bãi, Tiểu Thanh không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng đúng lúc này thì một vị hảo kiệt khác cũng ra mặt. Người đến là người của Bất Ngữ Môn, tên gọi là Liễu Thiên Chi. Mục đích của người này cũng giống như hai tỷ muội Tiểu Thanh, muốn chiếm đoạt Vô Tự Thiên Thư. Để làm gì? Để tìm kiếm nguyên linh của ác giao trong truyền thuyết. Trăm năm về trước, sư tổ của Bất Ngữ Môn là Huyền Cơ Tử đã từng đại chiến với ác giao một trận trời long đất lở. Cuối cùng thì đôi bên lưỡng bại câu thương, mà Huyền Cơ Tử phải hy sinh thân mình để phong ấn ác giao hung hãn lại, cũng đồng thời để lại một ngọn trường đăng để duy trì phong ấn. Trăm năm sau, trường đăng tắt ngấm, ác giao đã phá phong ấn mà vọt ra ngoài nhân gian, từ đây lại chìm vào một hồi hạo kiếp bất phục. Trưởng môn của Bất Ngữ Môn sau khi biết chuyện liền sai Liễu Thiên Chi đi mượn Vô Tự Thiên Thư, dựa vào đó để tìm ra nguyên linh của ác giao, nhưng không ngờ Huyền Tố Quan lại bị bọn ác hổ chiếm đóng làm bậy. Tiểu Thanh thừa dịp hai bên đang giao chiến, liền lẻn vào bên trong trộm thiên thư. Không ngờ thủ lĩnh Tắc Hổ Bang cũng có chút bản lĩnh, tự nhiên sẽ không để Tiểu Thanh thừa nước đục thả câu. Đang ở lúc hai bên dương cung bạt kiếm, Liễu Thiên Chi từ bên ngoài bay vọt vào cắt đứt, sau đó thừa cơ đoạt đi thiên thư. Thủ lĩnh La Sát đương nhiên phải ngăn cản. Tiểu Thanh thì ở một bên chữa thương, mà Liễu Thiên Chi bắt đầu đại chiến cùng La Sát. Tuy nhiên người của Bất Ngữ Môn pháp lực cường đại, chẳng mấy chốc mà La Sát tỷ tỷ đã bị ép hiện ra nguyên hình. Hóa ra phụ thân của nàng là quỷ yêu trong núi, mà mẫu thân của nàng lại là phàm nhân Miêu Cương, một thứ hỗn huyết tựa máu bùn, giao tạp nửa người nửa yêu, xuất đạo bao năm. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải hiện ra nguyên hình, bấy lâu nay bằng vào một thân quỷ tỷ bà, La Sát ở nhân gian làm sao làm bậy. Tuy nhiên Liễu Thiên Chi cũng chẳng để ả hỗn yêu này vào mắt, vừa ra tay đã xuất ra đại uy kim cang trận, muốn bóp nát yêu phách của La Sát. Vào thời khắc nguy hiểm, La Sát liền lôi luôn Tiểu Thanh đến trước người mình ngăn cản sát chiêu. Liễu Thiên Chi thấy vậy vội vã thu chiêu mà đẩy Tiểu Thanh ra xa, đồng thời cũng đã trúng phải kịch độc của La Sát Ác Hổ Bang. Tuy đã đánh bại được La Sát nhưng đã trúng kịch độc của ả ta, Liễu Thiên Chi chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tảng đá. Mà cùng lúc này, Tiểu Diệu ẩn nấp bên ngoài quan sát, thừa dịp không ai để ý liền lấy đi Vô Tự Thiên Thư rồi chuồn mất. Tiểu Thanh thấy Liễu Thiên Chi biến thành tượng đá thì không đành lòng, vì vậy mà đem về kính hồ dùng chân khí giúp người giải độc. Mà sau khi trở về, Tiểu Diệu liền giao thiên thư lại cho sư phụ mình. Không sai, sư phụ của Tiểu Diệu chính là ác giao trong truyền thuyết, người ta gọi nàng là Thủy Tam Nương. Vấn đề đầu tiên mà Thủy Tam Nương muốn hỏi thiên thư, đó chính là làm cách nào sửa lại Long Môn khi nó đã bị phá hủy. Vô Tự Thiên Thư thấy người này tâm địa bất chính thì thiện chí nhắc nhở, cố gượng ép mà hóa rồng sẽ không có kết quả tốt, có thể sẽ chịu cảnh hôi phi yên diệt. Nhưng Thủy Tam Nương căn bản chẳng thèm tin chuyện này, nàng ép bằng được Vô Tự nói ra đáp án. Long Môn chẳng phải là phàm vật, nó là nơi chứng đạo của Long tộc, dù bị phá hủy nhưng chỉ cần trăm năm sau, khi mà huyết mạch Long tộc tiến vào Vong Xuyên, Long Môn sẽ lần nữa tự tái tạo mọc lên. Huyết mạch Long tộc này chẳng phải ai khác mà chính là Tiểu Thanh. 100 năm trước, Tiểu Thanh vốn nên được hóa thân thành rồng lại bị Thủy Tam Nương cướp đoạt Long vận. Huyền Cơ Tử cùng Thủy Tam Nương đánh nhau vô tình phá hủy Long Môn, Tiểu Thanh cũng vì lẽ đó mà mất đi cơ hội hóa rồng. Long Châu rơi xuống kính hồ, tu luyện thêm trăm năm nữa biến thành ngư yêu Tiểu Thanh. Tiểu Diệu nghe xong liền góp ý cho sư phụ. Tiểu Thanh luôn một lòng chuyên tâm hóa rồng, chỉ cần nói ra vị trí của biển Vong Xuyên, nàng ta sẽ ngoan ngoãn mà mở ra Long Môn cho sư phụ. Nhưng Thủy Tam Nương thừa biết chuyện này không dễ dàng như vậy. Biển Vong Xuyên đã bị Huyền Cơ Tử phong tỏa, không có đồ tử đồ tôn của lão hiệp trợ, căn bản không thể tìm ra cửa vào. Thư linh của Vô Tự Thiên Thư nghe vậy liền ngăn cản, mà Thủy Tam Nương
nương lúc này đã có chú ý khác, nàng ta dùng pháp thuật giam cầm Thư Linh lại để cho Tiểu Diệu cầm thiên thư đến cho Tiểu Thanh, sau đó thì lợi dụng Tiểu Thanh và Liễu Thiên Chi giúp mình mở ra Long Môn. Bên này sau khi được Tiểu Thanh dùng chân khí chữa trị, Liễu Thiên Chi cuối cùng cũng dần dần bình phục. Lúc mà hai người đang ở bên bờ sông điều dưỡng khí tức nghỉ ngơi, Tiểu Diệu bèn tìm tới hỏi thăm, vài câu giả vờ quan tâm qua đi, Tiểu Diệu liền đem thiên thư bị phong ấn Thư Linh giao cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chẳng hề hoài nghi hảo tỉ mối Tiểu Diệu, hưng phấn mở ra thiên thư hỏi xem Long Môn ở nơi nào. Trên thiên thư hiện ra 8 chữ to đùng, muốn tìm Long Môn trước đến Vòng Xuyên. Đương nhiên đây là trò quỷ của Thủy Tam Nương bày ra lừa mấy người Tiểu Thanh vào trong. Sau đó thiên thư còn nói muốn tìm được Vòng Xuyên phải hợp tác cùng người Bất Ngữ Môn. Tiểu Diệu ở bên cạnh cố ý nhắc nhở rằng Liễu Thiên Chi chính là người của Bất Ngữ Môn. Tiểu Thanh cảm thấy cơ duyên quá mức xảo hợp, Tiểu Diệu thì cho rằng đó là ý trời khó cưỡng. Lúc này Liễu Thiên Chi đang trong cơn ác mộng dai dẳng, ác giao hiện ra vô cùng dọa người. Đến lúc Liễu Thiên Chi tỉnh lại thì bất chợt phát hiện Tiểu Diệu người này yêu khí quá nồng nặc, trực tiếp ra tay định bắt nàng lại. Bị tấn công bất ngờ thì Tiểu Diệu liền lấy thiên thư ra ngăn cản. Chuyện này vô tình làm ảnh hưởng đến Thủy Tam Nương, làm nàng ta bị thương không nhẹ. Việc này làm cho Thủy Tam Nương buộc phải buông tha thao túng vô tự thiên thư rồi. Tiểu Thanh sợ Tiểu Diệu gặp nguy hiểm, liền cố ý động thủ trước một bước, đuổi Tiểu Diệu chạy đi chỗ khác. Sau khi cố ý đánh chạy Tiểu Diệu, thiên thư lần nữa rơi vào tay Tiểu Thanh, mà Liễu Thiên Chi thì chẳng hề cảm nhận được chút yêu khí nào trên người Tiểu Thanh, liền cho rằng nàng ta cũng là người bất yêu như mình. Liễu Thiên Chi sau đó ý đồ muốn lấy thiên thư xem xét, Tiểu Thanh đương nhiên lợi dụng cơ hội này ra điều kiện, đó là Liễu Thiên Chi phải cùng mình đi tìm Biển Vong Xuyên. Nhắc đến Biển Vong Xuyên, Liễu Thiên Chi lại nhớ đến lời của trưởng môn từng nói, trăm năm trước tổ sư gia của bọn họ đã phong ấn ác giao ở Biển Vong Xuyên, vì vậy rất có thể nguyên linh của ác giao cất giấu ở nơi đó, cộng thêm việc Tiểu Thanh đã từng cứu mình một mạng. Thiên Chi vui vẻ đồng ý yêu cầu của Tiểu Thanh, sau đó hai người bắt đầu đi tìm kiếm Biển Vong Xuyên. Thức ăn được bưng lên, chỉ có điều toàn là hải sản. Một con ngư yêu như Tiểu Thanh đương nhiên nhìn thấy liền muốn ói. Sau đó rau cỏ được bưng ra, Tiểu Thanh như ma đói mà ăn bằng tay một cách sành điệu. Chuyện này càng khiến Liễu Thiên Chi thêm phần tò mò, cô nương này như thế nào mà ăn uống kỳ quặc như vậy. Tiểu Thanh sau đó hỏi Liễu Thiên Chi rằng Biển Vong Xuyên ở nơi nào. Liễu Thiên Chi đáp rằng cả Bất Ngữ Môn bọn họ đều chẳng biết Biển Vong Xuyên ở đâu cả, nhưng rõ ràng trong thiên thư có nói cần đệ tử Bất Ngữ Môn trợ giúp. Tiểu Thanh thấy vậy liền muốn mở thiên thư ra hỏi lại, nơi này đông người không thích hợp, hai người họ liền tìm một nơi hẻo lánh mở thiên thư hỏi. Không ngờ Tiểu Diệu cũng xuất hiện ngay gần đó, hóa ra sau khi bị Tiểu Thanh đánh đuổi, nàng ta quay về bẩm báo sư phụ. Sư phụ cũng chẳng hề lo lắng chuyện này, nàng ta sai Tiểu Diệu tiếp tục đi theo dõi hai kẻ ngốc Tiểu Thanh. Người Bất Ngữ Môn quả nhiên mẫn cảm với yêu khí, thoáng cái đã phát hiện có yêu quái theo dõi mà ra tay, nhưng Tiểu Diệu vẫn nhanh chân chạy thoát. Tiểu Thanh sau đó lại lôi thiên thư ra hỏi, nhưng lần này mặc kệ nàng hỏi chuyện gì, thiên thư đều không hề đáp lại nửa chữ. Liễu Thiên Chi sau đó quyết định đi đến nơi tụ họp cùng sư huynh Tề Khiếu Thiên, thêm người thêm một phần trợ giúp. Tề Khiếu Thiên này là một kẻ yêu rượu như mạng, bình thường đều say rượu mà quên cả nhiệm vụ, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Đến cả phân chim ỉa vào mặt mà hắn chẳng biết, quả thật là thảm hại. Hai người Liễu Thiên Chi ở địa điểm ước hẹn chờ đến 4 ngày lận, mà cái bóng của sư huynh cũng chẳng thấy. Thứ mà bọn họ chờ được lại là một con thỏ yêu đã thành tinh. Thỏ yêu tuy là yêu quái nhưng chẳng hại ai bao giờ. Dù như vậy nhưng Liễu Thiên Chi vẫn đuổi cùng giết tận. Sở dĩ Liễu Thiên Chi cố chấp như vậy, tất cả bắt nguồn từ mộng cảnh mà người này nhiều lần trải qua. Trong mộng cảnh thì yêu ma tác loạn đồ sát bách tính, Liễu Thiên Chi ngày càng bị nó ám ảnh, liền sinh ra ý niệm gặp yêu là giết không cần biết. Tiểu Thanh đương nhiên biết yêu quái cũng có thiện có ác, nàng liền lén trợ giúp cho thỏ yêu đào thoát. Thỏ yêu đương nhiên biết Tiểu Thanh đã giúp mình, nàng sau đó thừa dịp Liễu Thiên Chi không có cạnh liền tìm tới Tiểu Thanh cảm tạ. Nhưng không ngờ trong lúc vô tình, thỏ yêu lại phát hiện ra Tiểu Diệu đang tác quái. Nàng ta đang cháo đổi đoạn trường thảo của Tiểu Thanh, thì ra sở dĩ trên người Tiểu Thanh không có yêu khí là bởi vì nàng thường xuyên ăn đoạn trường thảo. 3 ngày một lần, đoạn trường thảo vừa có công dụng duy trì hình người, vừa có thể thu liễm yêu khí, nhưng tác dụng phụ của nó rất khủng khiếp, nó khiến người dùng đau như đứt ruột, tan nát lá gan. Tiểu Diệu phát hiện ra bí mật của Tiểu Thanh xong liền âm thầm sinh lòng đố kỵ, vì sao nàng ta có thể sống như người bình thường còn mình thì không thể. Liễu Thiên Chi ăn nhiều đồ bẩn không rửa tay, kết quả bị đi nhà cầu liên tục. Tiểu Thanh thấy vậy sắc cho chàng ta ít thuốc bắc, ai dè thỏ yêu thù dai quyết trả thù một phen, nàng ta cho thêm chút dược vật. Xem ra phen này Liễu Thiên Chi đi ỉa cả ngày, mà cũng trong lúc vô tình này, thỏ yêu phát hiện ra Tiểu Diệu đổi đoạn trường thảo thành hiện hình thảo, ý đồ hãm hại Tiểu Thanh. Lúc mà thỏ yêu đang định nói chuyện này cho Tiểu Thanh biết, không ngờ Liễu Thiên Chi đúng lúc tìm về, thỏ yêu sợ quá liền bỏ chạy ngay tức khắc. Liễu Thiên Chi định truy đuổi liền bị Tiểu Thanh cản lại. Lần trước vì giải độc của La Sát cho Liễu Thiên Chi, Tiểu Thanh đã hao tổn quá nhiều chân khí, lần này đánh nhau lại tiếp tục động tới chân khí, tự nhiên sẽ chịu hậu quả khôn lường.
Quả nhiên sau một lúc thì Tiểu Thanh có dấu hiệu hiện ra nguyên hình, nàng không muốn lộ ra chân thân quá sớm liền chạy đi ăn đoạn trường thảo. Tiểu Thanh lết xác đến được nhà bếp, một đường nhai vào đoạn trường thảo mà không hề biết thứ mình đang ăn đã bị Hảo tỷ muội đổi thành hiện hình thảo. Thỏ yêu nửa đường bỏ chạy thì sực nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện quan trọng cho Tiểu Thanh biết, nhưng đã quá muộn. Lúc này thì Tiểu Thanh đã bắt đầu hiện ra nguyên hình nửa đuôi cá. Liễu Thiên Chi theo bản năng định rút kiếm ra giết người, nhưng đang lúc rằng con nội tâm liền bị thỏ yêu làm cho bừng tỉnh. Ta là thỏ yêu, nhưng ta cũng biết báo ân trả oán. Tỷ tỷ đây đã cứu ta 2 lần, chính là ân nhân của ta. Yêu quái bọn ta có ân tất báo, có thù tất trả. Nhìn đến Tiểu Thanh, Liễu Thiên Chi lại nhớ đến chuyện nàng ta đã từng cứu mình một mạng, không lẽ mình lại chẳng bằng một con thỏ. Liễu Thiên Chi tay nhanh hơn não, một đường bế Tiểu Thanh chạy đến hồ nước gần nhất, cũng coi như báo ân nàng cứu mạng mình, rồi từ đây chẳng ai còn nợ ai nữa, duyên phận này liền cứ để nó trôi theo dòng nước đi. Nghĩ thì như thế, nhưng trong lòng Liễu Thiên Chi cũng không dễ chịu như vậy. Lúc Liễu Thiên Chi bỏ đi, Tiểu Diệu tìm đến, mà bên cạnh nàng ta lúc này còn có thêm một lũ tiểu yêu, ý đồ chiếm đoạt Vô Tự Thiên Thư. So với việc thành rồng, Tiểu Diệu càng muốn bỏ đi thân thể yêu tộc mà là một người bình thường. Hóa ra đây là lý do mà Tiểu Diệu hợp tác cùng sư phụ Thủy Tam Nương, người muốn hóa rồng, người muốn thoát bỏ thân thể yêu tộc, nhưng cuối cùng ai sẽ được như ý nguyện. Biết khó thoát được đám thuộc hạ của Thủy Tam Nương, Tiểu Thanh giao thiên thư cho thỏ yêu đi đưa cho Liễu Thiên Chi, còn mình ở lại ngăn cản Tiểu Diệu. Liễu Thiên Chi hiện tại cũng đã gặp mặt sư huynh Tề Khiếu Thiên, đang lúc hai người tâm sự tao ngộ kể ra, thỏ yêu liền đem thiên thư tìm tới. Sau khi đuổi kịp thỏ yêu, hai người Liễu Thiên Chi cũng biết được chân tướng mọi việc, mà thỏ yêu cũng cầu xin bọn họ đi cứu Tiểu Thanh. Cả đám người chạy đến bờ sông, vừa vặn gặp phải Tiểu Thanh huyễn hóa ra hư ảnh Thanh Long, nàng đang cố gắng chống lại đám người Tiểu Diệu. Tề Khiếu Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của Tiểu Thanh, cả ba người cùng lúc bay đến giải cứu. Lúc này Liễu Thiên Chi muốn lại gần Tiểu Thanh, ai dè bị sư huynh một trường đánh bay. Tề Khiếu Thiên luôn miệng nói không thể thương tổn Tiểu Thanh, bởi vì nàng ấy và tổ tiên Bất Ngữ Môn của bọn họ có một mối liên hệ vô cùng sâu xa. Thanh Long chân khí mà Tiểu Thanh vừa mới phóng xuất ra cũng là độc môn công pháp của Bất Ngữ Môn, còn về phần mối liên hệ này là gì thì tạm thời chưa nói đến, bởi vì Tiểu Thanh cũng chẳng nhớ ra nổi nguồn gốc thật sự của mình là gì. Tiểu Diệu vừa chạy chưa được bao xa liền bị sư phụ Thủy Tam Nương bắt về hỏi tội. Lần tự ý hành động này làm Thủy Tam Nương vô cùng tức giận. Trước đây nàng đã bị kiếm khí của Liễu Thiên Chi làm tổn thương, thanh kiếm đó chính là của sư tổ Bất Ngữ Môn truyền lại, kiếm khí của nó khiến cho Thủy Tam Nương hiện giờ thân thể hao tổn, không có cách nào di chuyển dùng pháp lực. Vì vậy mà lần này Thủy Tam Nương quyết định phụ thể vào người Tiểu Diệu để thuận tiện hành động. Sau đó thì dùng pháp lực điều khiển thiên thư, dẫn dụ đám người Liễu Thiên Chi đi tìm kiếm kết giới biển Vong Xuyên. Tiểu Thanh lúc này phát hiện ra một chuyện cổ quái, đó chính là Long Môn nàng luôn cực khổ tìm kiếm, ấy thế mà lại ở ngay bên dưới kính hồ, nơi mà nàng ở đó tu luyện trăm năm qua. Sau khi Tề Khiếu Thiên thi pháp mở ra kết giới, bọn họ lại phát hiện ra một chuyện càng kinh ngạc hơn nữa. Dĩ nhiên nơi bọn họ đi đến lại là địa phận Bất Ngữ Môn, cụ thể là sau núi Tiểu Kính Hồ, mà ở bên hồ lúc này thì có một khối tam sinh thạch. Thứ này có thể thôi diễn ra nhân quả ba kiếp con người, khiến cho người nhìn vào nó có thể nhớ lại toàn bộ ký ức ngủ sâu trong tâm thức. Tiểu Thanh phát hiện ra thân thế kiếp trước của mình, dĩ nhiên lại là đồ đệ đã chết của Huyền Cơ Tử, mà Liễu Thiên Chi thì ở tam sinh thạch nhìn thấy lại mộng cảnh của mình. Mấy năm nay Liễu Thiên Chi đều mơ cùng một giấc mơ, ở bên trong ác ma tác loạn hại người, mà tên đại ma đầu này kỳ thật chẳng phải ai khác, chính là bản thân Liễu Thiên Chi. Liễu Thiên Chi bắt đầu phát hiện ra bàn tay mình đã biến thành ma chảo của loài giao long, trong chốc lát nghĩ quẩn mà chuẩn bị tự sát. Thời khắc mấu chốt, tam sinh thạch hóa ra một vệt sáng chui vào trong cơ thể Liễu Thiên Chi. Lúc này đây, Liễu Thiên Chi bắt đầu hồi phục ký ức của kiếp trước, nhưng cũng chính vào lúc này, Thủy Tam Nương tìm tới cửa rồi. Thủy Tam Nương chỉ cần liếc một con mắt cũng đã nhìn ra, Liễu Thiên Chi kiếp trước chính là Huyền Cơ Tử, mà Huyền Cơ Tử kỳ thật chính là phu quân kiếp trước của nàng ta. Năm đó hai người ước hẹn cùng nhau tu đạo thành thân thể chân long, nhưng mà ý trời không như ý người, nửa đường gặp phải bình chướng ngăn cản mà đổ sông đổ bể. Chỉ có Tiểu Thanh cũng chính là Long Châu của kiếp trước mới là chân long chân chính, còn hóa rồng đối với hai người Huyền Cơ Tử, suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng hư vô mờ mịt. Huyền Cơ Tử biết được chuyện này liền lựa chọn buông bỏ, đồng thời cũng gửi gắm giấc mộng hóa rồng vào người Tiểu Thanh, bởi vì nàng sở hữu huyết mạch Long tộc. Nhưng Thủy Tam Nương lại cho rằng Huyền Cơ Tử cấu kết cùng Long Châu, ý niệm này liền khiến Thủy Tam Nương mù quáng mà làm ra nhiều chuyện ác. Huyền Cơ Tử lúc ấy định giết chết Thủy Tam Nương, nhưng một đời phu thê đâu dễ buông bỏ, cuối cùng chỉ phong ấn nguyên linh của Thủy Tam Nương lại, hy vọng nàng sau khi hồi sinh sẽ hiểu thấu mọi việc Huyền Cơ Tử hắn đã từng làm. Nhưng Thủy Tam Nương cho dù hồi sinh sống lại
cũng không hề hối cải, một kiếm liền đâm thẳng đến Liễu Thiên Chi. Liễu Thiên Chi vẫn như người của 100 năm về trước, để mặc Thủy Tam Lương đâm mà không hề né tránh. Một kiếm này coi như chặt đứt tình duyên phu thê một kiếp người. Ba người sau đó bay đến biển Vong Xuyên, dự định tiễn chân Tiểu Thanh bước qua Long Môn chân chính hóa thành rồng. Quả nhiên khi huyết mạch Long tộc đặt chân đến biển Vong Xuyên, Long Môn lại lần nữa tái tạo vì nàng mà hiện ra. Nhưng Thủy Tam Nương đâu dễ dàng cho qua chuyện này. Lúc mà Tiểu Thanh bay đến Long Môn, Thủy Tam Nương vọt đến ngăn cản, đánh cho Tiểu Thanh rơi xuống ven biển. Tề Khiếu Thiên lao ra cũng bị Thủy Tam Nương một chiêu đánh bại. Sau đó thì Thủy Tam Nương đạt được ước nguyện bao năm qua, nàng ta bắt đầu bay tới bước qua Long Môn mà mình thèm khát. Lúc này thì từ Long Môn vọt ra một con ma long màu đỏ tía, toàn thân sát khí nồng đậm mà vọt đến đám người đại khai sát giới. Thủy Tam Nương đã chân chính hóa rồng, hai người bất ngữ môn nào phải là đối thủ, càng đánh cũng chỉ càng nhận thêm thương tích đầy mình. Mắt thấy Long Môn chuẩn bị biến mất, mà Tiểu Thanh thì bị trọng thương không thể bước vào, Liễu Thiên Chi làm ra quyết định, chàng ta sử dụng huyết vệ đại pháp, thiêu đốt nguyên thần của mình cầm cự chống lại Thủy Tam Nương, tạo thời cơ để Tề Khiếu Thiên trợ giúp Tiểu Thanh bước qua cánh cửa Long Môn. Mắt thấy Liễu Thiên Chi vì mình không tiếp thiêu đốt nguyên thần, đôi mắt của Tiểu Thanh rơi rớt một giọt lệ, sau đó thì tung người lướt qua cánh cửa Long Môn. Lúc mà Liễu Thiên Chi sắp bị Thủy Tam Nương táp chết, Tiểu Thanh đã hóa thành rồng bay tới giải cứu. Một xanh một đỏ, hai con rồng đại chiến một trận long trời lở đất, suy cho cùng thì Tiểu Thanh sở hữu huyết mạch Long tộc nên mạnh mẽ hơn hẳn, Thủy Tam Nương bị đánh trọng thương mà rơi xuống ven biển. Tiểu Thanh, cuối cùng muội cũng biến thành rồng rồi, muội biến thành rồng như vậy thật đẹp, diệu diệu, thật ra tỷ cũng rất đẹp, ta muốn biến thành người, nhưng bây giờ ta cảm thấy làm yêu cũng vô cùng tốt. Tiểu Diệu chết, nguyên thần của Thủy Tam Nương thoát khỏi cơ thể Tiểu Diệu, mà nguyên thần của Liễu Thiên Chi đã hao hết nên chẳng thể sống lâu thêm nữa. Đối mặt với nguyên thần sắp tan biến của Thủy Tam Nương, Liễu Thiên Chi nói ra những lời từ tâm can. Kiếp này Liễu Thiên Chi cùng nàng không thù không hận, nếu nàng vẫn còn hận thì kiếp sau đến tìm ta mà đòi đi. Lời vừa thốt ra, Liễu Thiên Chi cưỡi hạc về Tây Thiên, mắt thấy Liễu Thiên Chi chết trước mặt mình, Thủy Tam Nương cuối cùng cũng chịu buông bỏ thù hận, hóa thành một vệt sáng cùng Liễu Thiên Chi lên đường về Tây. Bộ điện ảnh đến đây là khép lại. Truyền thuyết Thanh Ngư, hay tên đầy đủ là Bất Ngữ Kỳ Đàm Truyền Thuyết Thanh Ngư, là một bộ truyền thuyết cổ trang khá là hay. Mọi người muốn xem có thể tìm bằng tên gốc ở phần mô tả. Còn bây giờ điện ảnh review xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.